giá trị của cái đơn hàng này lên tới gần nửa tỷ đồng. Các bạn hãy cùng đón xem nó gồm những loại cây gì nhé. Đây là cây táo tàu. Cái này thì có kích thước lớn nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại các bạn nhé. Cái đường kính gốc của nó khoảng tầm 12 13 phân, cái hoành của nó được khoảng tầm gần 35 phân rồi. Đấy. Cây này thì nó đang ra một cái lứa hoa mới các bạn nhé. Cái giống táo tàu này thì về Việt Nam nó cũng thích nghi rất là tốt với điều kiện khí hậu của Việt Nam, một năm có thể cho ra quả tầm 2 vụ một năm. Đây, cái giống táo tàu bên mình thì nó rất là sai trái. Những cái cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 1 mét này thôi và mỗi cây nó cũng cho khoảng tầm 30 đến 50 trái trên một cây bạn nhé. Chỉ cần trồng trong cái chậu nó cao khoảng tầm 30 40 phân thôi. Quả chưa chín nhưng mà cũng đã ăn rất là giòn và ngọt rồi các bạn nhé. Hạt bên trong rất là nhỏ. Cây giống táo tàu này cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, phù hợp với cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam các bạn nhé. Còn đây là cây sung Mỹ bonsai các bạn nhé. Cái giống sung Mỹ này thì là cái giống sung ngọt, quả ra quanh năm. Đấy, khi chín thì quả nó có cái đường kính nó dao động khoảng tầm 3 phân. Quả to của nó thì có thể đạt tới trọng lượng gần 200 g một quả. Quả thì mọc mỗi quả thì sẽ mọc ở những cái lá mọc ra các bạn nhé. Cái giống sung này rất là dễ trồng và chăm sóc, tuổi thọ rất là cao. Ở cái cây sung Mỹ này nó cũng cho trái rất là sớm các bạn nhé. Nếu mà các bạn trồng từ cây giống sau chỉ khoảng từ 3 đến 4 tháng là cây nó bắt đầu ra trái rồi. Mình cũng có thể trồng ở thùng xốp ở trên các khu vực ban công, trên sân thượng, ở các khu vực thành phố, cây nó vẫn sinh trưởng và phát triển tốt các bạn nhé. Đấy, những cái cây lâu năm như này thì cái đường kính gốc của nó khoảng tầm 10 đến 15 phân tùy từng cây. Đấy, dáng thế bonsai rất đẹp. Cây này mà các bạn có cái khuôn viên rộng thì chúng ta có thể lựa chọn là trồng một hai cây trước hiên nhà cũng rất là đẹp. Quả sung thì nó tượng trưng cho cái sự sung túc đầy đủ. Còn đây là cây giống nho thân gỗ 12 vụ nhé. Đấy, cái cây hiện tại của mình thì nó cao khoảng tầm 35 đến 40 phân, bầu rễ phát triển rất khỏe mạnh rồi. Cái này các bạn trồng khoảng tầm gần 2 năm là cây nó bắt đầu ra trái rồi. Cái dòng nho thân gỗ 12 vụ này thì khi chín quả nó sẽ chuyển sang màu đỏ rất là bắt mắt các bạn nhé. Quả ra quanh năm liên tục. Đấy. Đợt này thì bên mình xuất rất nhiều cái cây giống lẫn cây trưởng thành. Đây là cây nho thân gỗ 12 vụ loại trưởng thành đang có quả các bạn nhé. Đấy, khi chín thì quả sẽ chuyển sang cái màu đỏ như này. Quả ra từ gốc lên đến ngọn luôn. Đấy, những cây lâu năm như này khoảng tầm 4 đến 5 năm tuổi cũng chỉ cần trồng trong cái chậu nó cao khoảng tầm 30 40 phân thôi. Đã cung cấp đầy đủ cái dưỡng chất để cho cây nó ra hoa đậu quả liên tục rồi. Cái cây nho gỗ này thì nó có cái sức sống rất tốt, khả năng chịu nắng chịu hạn tốt các bạn nhé. Nhiệt độ khoảng tầm 39 40 độ C nó vẫn sinh trưởng và phát triển rất khỏe mạnh. Đây, còn cây này nó có kích thước to hơn. Cái này thì nó cao khoảng tầm 2,5 m, cái đường kính gốc khoảng tầm 4 5 phân rồi. Còn đây là cây vũ sữa hoàng kim trồng được 35 tuổi các bạn nhé. Đấy, cây trồng được khoảng tầm 35 mà nó cao khoảng tầm 2,5 m, tán rộng khoảng tầm 1,5 m rồi. Đấy, cái dòng vũ sữa hoàng kim này thì hiện nay đã thích nghi với hầu hết các điều kiện khí hậu của Việt Nam, đất đồi núi, đồng bằng hay là đất phù sa cát thì cây đều sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài Bắc, miền Bắc này, miền Trung, miền Nam, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đều trồng được vậy đấy. Còn đây là cây cây hồng sô cô la các bạn nhé, là một cái giống cây mới mà bên mình nhập khẩu về. Cái giống cây này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico, được trồng rất nhiều ở khu vực Nam Mỹ. Cái loại này cũng rất là sớm có trái. Các bạn trồng từ cây giống cây ghép nhé thì sau khoảng tầm hơn một năm là cây bắt đầu có trái rồi. Còn đây là cây na sầu riêng của Đài Loan các bạn nhé. Cây này cây trưởng thành, cái giống này cũng phát triển rất là nhanh. Bên mình trồng từ cây giống thôi, sau khoảng tầm hơn một năm là cây nó to như này rồi. Cây giống thì lúc nó chỉ cao khoảng tầm 4-50 phân thôi. Cái đường kính gốc lúc nó còn nhỏ ấy thì nó chỉ bằng cái đầu đũa thôi. Bạn thấy là sau khoảng tầm hơn một năm cái thân nó đã to bằng ngón chân cái rồi. Nó cao khoảng tầm 2 m, tán rộng khoảng tầm 1,5 m. Cái loại này thì khoảng tầm vài tháng nữa sang đầu năm là cây nó bắt đầu ra trái rồi. Những cái dòng la ấy thì như la dứa Đài Loan này, la sầu riêng này, một năm các bạn có thể ép cây ra quả khoảng tầm 2 vụ. Thời gian thì mình có thể điều chỉnh được sớm hoặc là chậm hơn một vài tháng. Trung bình ấy, thì nó sẽ thường thường nó sẽ ra hoa khoảng tầm tháng 2, thu hoạch khoảng tầm tháng 6. Và cái lứa quả tiếp theo thì nó sẽ khoảng từ tháng 7 và thu hoạch khoảng tầm tháng 11 các bạn nhé. Đấy. Cây bên mình thì được trồng trong những cái bầu vải này, bộ rễ phát triển rất khỏe mạnh rồi nên là
vận chuyển đường xa nên không vấn đề gì vậy. Khi bạn nhận nhận được cây thì cây nó vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Nho giống thì đợt này bên mình xuất đi 2.000 cây nho thân gỗ 12 vụ này, cùng với một số các loại cây giống khác nữa, cả cây to lẫn cây trưởng thành vào trong Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cây cherry Brazil các bạn nhé, các loại cây choai này các bạn trồng khoảng tầm vài tháng có quả thôi, một năm ra quả 2 vụ các bạn nhé, vụ đầu vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch và vụ tiếp theo vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch. Đấy. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm chuyên cây giống ngoại nhập. Bên mình thì có rất nhiều cái chủng loại cây ăn quả, hoa, cây cảnh ngoại nhập từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Trương Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Bên mình thì giao hàng tận nơi trên toàn quốc các bạn nhé, chỉ từ 2 đến 3 ngày là các bạn có thể nhận được cây rồi.